Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, trận động đất mạnh nhất trong vòng 100 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cho gần 8.000 người thiệt mạng theo thống kê gần nhất và con số thương vong dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã có hàng trăm dư chấn được ghi nhận. Đồng thời, nhà khoa học cũng nhận thấy điều bất thường đã xảy ra ở các mảng vỏ trái đất sau trận động đất kinh hoàng Liên quan đến trận động đất lịch sử tại Nam Thổ Nhĩ Kỳ và biên giới Syri vừa qua, nhận định về cấu trúc vùng danh giới giữa các mảng thạch quyền ngày 7 tháng 2, Chủ tịch Viện Địa Vật Lý và Núi Lửa Quốc gia Italy INGV Carlo Doloni nói với tờ Corriere della Sera cho biết, Mảng Ả Rập đã dịch chuyển khoảng 3 mét so với mảng Anatolia. Ông Dolony nhấn mạnh rằng vết đứt gãy nơi các mảng vỏ trái đất ép vào nhau dài ít nhất là 150 km. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ dung chuyển có liên quan đến Syria. Ông nói, mọi thứ diễn ra trong vài chục giây. Nhà khoa học này nói thêm rằng không thể dự đoán khi nào chuỗi dư chấn sẽ kết thúc. Theo ông, hiện tượng này sẽ không dừng lại cho đến khi năng lượng dự trữ được giải phóng. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 2, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ và biên giới Syria. Tiếp theo là vài chục cơn địa chấn nữa. Vào buổi chiều cùng ngày, trận động đất nữa mạnh 7,6 độ Richter lại xảy ra một lần nữa, làm rung chuyển khu vực này. Đến sáng ngày 7 tháng 2, tờ Independence dẫn báo cáo của Trung tâm Địa Trung Hải châu Âu EMSC xác nhận một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ lúc 6 giờ 13 phút sáng ngày 7 tháng 2, 10 giờ 13 phút theo giờ Hà Nội. Tâm chấn được xác định nằm ở độ sâu 2 km, cách thị trấn Golbasi thuộc tỉnh Ankara khoảng 5 km. Đây là trận động đất riêng lẻ thứ ba xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày qua. Chưa rõ thiệt hại sau trận động đất mới nhất, các chuyên gia cho rằng cường độ của trận động đất này không quá mạnh và nằm xa khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của hai trận động đất trước, nhưng xảy ra vào thời điểm lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt nên vẫn có tác động nhất định. Theo người đứng đầu cục quản lý khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, AFAD về giảm thiểu rủi ro động đất Ohan Tata, ít nhất 285 dư chấn được ghi nhận ở nước này kể từ trận động đất đầu tiên, hầu hết các dư chấn được ghi nhận ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cũng thông tin ít nhất 100 dư chấn có cường độ từ 4 độ Richter trở lên đã xuất hiện ở Nam Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau trận động đất đầu tiên, 7,8 độ Richter xảy ra vào dạng sáng ngày 6 tháng 2 giờ địa phương. USGS nhận định các cơn dư chấn có xu hướng giảm dần cả về tần suất và độ mạnh, nhưng không thể loại trừ khả năng xảy ra thêm những đợt dư chấn cường độ từ 5 đến 6 độ Richter, khiến các công trình vốn đã bị hư hại nghiêm trọng trong ngày 6 tháng 2 sập xuống. Chuyên gia dự đoán sẽ còn xảy ra nhiều dư chấn trong vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng tới. Ở một diễn biến khác, trước khi trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra, ngoài việc một nhà khoa học đăng lên Twitter dòng trạng thái dự báo, thì trên mạng xã hội những ngày qua cũng tràn ngập những hình ảnh trong và sau trận động đất. Đáng chú ý, một clip được cho là quay trước trận động đất lúc trời chưa bình minh đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Trong đoạn clip có rất nhiều chim bỗng nhiên ùa ra khỏi tổ khi mà trời còn chưa sáng. Chúng bay tán loạn có vẻ hoảng sợ và mất phương hướng. Video được chú thích, hành vi lạ của những chú chim được quan sát thấy vào lúc trước động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đoạn clip đã được xem gần 10 triệu lượt, được chia sẻ hơn 15.000 lượt. Dân mạng viết những bình luận như, những chú chim đã cảm nhận được Tôi ở Anh vào ngày 6 tháng 2 cũng có rất nhiều chim kêu ở Mỹ. Cả gia đình tôi đều thấy lạ. Không biết có phải những chú chim ở đây cũng cảm nhận được điều gì đó hay không. Động vật luôn biết trước về thảm họa mà. Trang The Washington Post, Bưu điện Washington cũng viết rằng những chú chim bay loạn xạ ngang qua nóc các tòa nhà và những chú chó bỗng nhiên chu lên rất lớn ngay trước trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria từ thời cổ đại con người đã tin rằng động vật cảm nhận được trước những thảm họa một số nghiên cứu khoa học cho rằng động vật cảm thấy những chấn động nhỏ lan đi dưới mặt đất ở thời điểm vài giây trước khi động đất mạnh hơn xảy ra thậm chí có những động vật có thể cảm nhận được từ trước khi có những chấn động nhỏ nên từ vài tiếng hoặc một hai ngày trước thảm họa là chúng đã có những hành vi khác lạ rồi khi cảm nhận như vậy động vật thường hiếu động khác thường chẳng hạn như di chuyển liên tục kêu ẩm ĩ Tính đến sáng ngày 8 tháng 2, đã có khoảng gần 8.000 người thiệt mạng theo thông báo mới nhất từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Khung cảnh hoang tàn, tang thương, bao trùm toàn bộ vùng thảm họa. Sống sót sau trận động đất kinh hoàng, nhiều người dân đang phải bấu víu vào một chút hy vọng cuối cùng là người thân của mình chỉ đang mắc kẹt đâu đó và sẽ sớm được cứu ra. Trong những tiếng khóc thê lương của hàng nghìn người có người thân ra đi trong trận động đất, Hai ngày vừa qua, hơn 12.000 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tìm kiếm tại các khu vực bị ảnh hưởng, cùng với 9.000 binh sĩ. Hơn 70 quốc gia đã cung cấp các đội cứu hộ và viện trợ khác. Có những tín hiệu tích cực đã được ghi nhận khi một em bé sơ sinh được cứu sống thần kỳ dưới đống đổ nát, hay là mới đây một cô bé 12 tuổi đã may mắn sống sót sau khi mắc kẹt hơn 40 tiếng dưới một tòa nhà đổ sập. Theo hãng thông tấn Anatolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cô bé Yaima đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do động đất ở tỉnh Malatia, nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ của lực lượng cứu nạn địa phương, lập tức cô bé đã được các nhân viên cứu hộ đưa tới bệnh viện gần nhất để có thể nhận sự chăm sóc y tế từ các bác sĩ. Kể về cuộc trốn chạy khi giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, một người đàn ông tên là Japa cho biết anh đang ngủ trên giường thì trận động đất đầu tiên xảy ra, đánh thức anh và bố mẹ. May mắn họ vẫn bình an vô sự. Nhưng cơn ác mộng chỉ vừa mới bắt đầu, họ lao ra khỏi giường và xuống nhà thật nhanh, lên xe và lái khoảng 500 mét đến căn hộ của ông bà. Anh đau buồn kể lại, khi chúng tôi đến đó, ba tòa nhà bao gồm cả tòa nhà của ông bà đã bị sập. Bố anh bắt đầu hét to, gọi tên ông bà, cả nhà cùng dồn sức tìm kiếm và kêu gọi, nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp. Trong khi chờ đợi cứu viện, anh kinh hoàng nhìn mọi người kéo người thân yêu đã khuất khỏi đống đổ nát, trong đó có cả người quen thời thơ ấu của anh. Không có một chiếc xe cấp cứu nào đến kịp, nên người bạn kia được đưa lên một chiếc máy đào để đưa đến nhà xác. Japa kể lại, thật sự rất đau lòng, tôi không biết phải nói gì, quá nhiều thứ xảy ra một lúc, chắc tôi sẽ mất thời gian để phục hồi tâm lý. Các nhóm chat WhatsApp cứu hộ được lập nên, bản thân Japa cũng đang ở trong một nhóm với hơn 300 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Hàng trăm tin nhắn hiện ra, tất cả cũng đang nỗ lực cứu người thân ra bằng mọi giá. Những gì gia đình Japa có thể làm là chờ đợi và hy vọng cách thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 200 km về phía Bắc. Vị giáo sư Shulekhan và gia đình cô cũng đang chờ đợi cứu viện. Cô cùng với chồng và hai con gái đang cố thủ trong văn phòng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Adana. Cả gia đình đang ngủ thì trận động đất đầu tiên xảy ra. Không lâu sau khi mọi thứ tưởng đã tạm yên bình, một cơn dư chấn khác lại tiếp tục làm dung chuyển tòa nhà. Cơn dư chấn qua đi, họ chạy nhanh nhất có thể ra bên ngoài để thoát thân chúng tôi chỉ biết cắm đầu chạy chạy và chạy cho đến khi lên xe và bắt đầu lái thì mới tạm yên tâm cả gia đình nhận ra mình may mắn thế nào khi tòa nhà của họ vẫn trụ vững nhưng những căn bên cạnh thì không còn nguyên dạng Cô nghẹn ngào, những gì mọi người có thể làm thực sự chỉ là đoàn kết ở bên nhau, nhưng đồng thời cảm giác thật tệ khi chẳng ai biết phải làm gì. Hiện tại các đội cứu hộ trên toàn thế giới đang dồn sức để tiếp cận được người dân chịu thiệt hại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, bao gồm cả vùng đông thôn xa xôi. Tuy nhiên, gió lạnh và bão tuyết khắc nghiệt của mùa đông đã khiến công tác cứu hộ khó khăn gấp bội. Bước sang ngày thứ ba sau khi trận động đất xảy ra, các đội cứu hộ từ hơn 70 quốc gia trên thế giới vẫn đang trên đường tri viện và giúp đỡ cho thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Điều đáng lo ngại hơn là đã qua 72 giờ vàng để cứu người gặp nạn nằm dưới những đống đổ nát. Điều này khiến cho dự báo về con số thương vong ngày càng tăng kỷ lục đang dần trở thành hiện thực. Tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.